Kiên trì, kiên trì, kiên trì, kiên trì, kiên trì, không bỏ cuộc. Không có ai tên là bỏ cuộc cả. Vui quá. Kiên trì, kiên trì. Không bao giờ bỏ cuộc. Không có ai tên là bỏ cuộc. Người bỏ cuộc thì sẽ không bao giờ thành công, và người thành công thì ngược lại, không bao giờ bỏ cuộc. Loa Phường hôm nay lên sóng trước 2 phút. 17 giờ 28 phút. Loa Phường TV hôm nay lên sóng trước 2 phút. Ôi trời ơi, đúng luôn 19 giờ 30 luôn, ngày mùng 9 tháng 3. Hôm nay lại đến ngày của đàn ông rồi. Xin chào hai thành viên đầu tiên. Chưa có hiện tên lên cho nên là em like chưa biết ai để chào. Ba người, bốn người. Cảm ơn tất cả các cổ đông tâm huyết của UST, các triệu phú đô la. Tối hôm nay thì em có một tin vui cho mọi người đây, cực kỳ vui luôn. Mọi người chia sẻ giúp em like thật là mạnh tay vào. Em để ý là mỗi một lượt live stream trung bình là 1.000 người xem, nhưng mà cái số người chia sẻ chỉ khoảng 30 người. Mọi người tiết kiệm chia sẻ thế. Cảm ơn anh Cấn Trọng cùng họ với em like. Xin chào 5 thành viên đầu tiên. Chúc cho tất cả anh chị em của chúng mình có một buổi tối thật là tuyệt vời, đón nhận được nhiều thông tin giá trị, đón nhận được nhiều lợi ích. Và đặc biệt thì có một năm 2024 này đại thắng lợi. Đấy, đại thắng lợi, đại thắng lợi về sức khỏe, về bình an, về tiền tài. Đấy, đại thắng lợi. Cảm ơn chị Phạm Hoàn, cảm ơn anh Thiện Hóa, cảm ơn anh Nguyễn Tài. Cảm ơn anh, có một anh nữa em nhìn cái logo quen quen mà giờ em chưa nhận ra đây này. Tối nay thì em có thông tin vui cho mọi người, đó là cổ phần sắp hết rồi. Đấy, cổ phần sắp hết đến nơi rồi. Với tình hình như thế này thì em đoán là có rất nhiều người sẽ bị lỡ đò. Đấy, có rất nhiều người sẽ bị lỡ đò. Em không hiểu là hay tại em khao khát giàu, hay là em mong muốn giàu, em nóng lòng giàu hay là gì. Hay em thấy rất nhiều người chả thấy nóng lòng tí nào cả. Có rất nhiều người hờ hững với cổ phần thế chứ lại. Cơ hội này là chúng ta có tha hồ mà vơ của cải mang về nhà. Thế mà có rất nhiều người hờ hững được, lạ thật. Anh à, em đầu tư thêm gói 100 đô mà sao tháng này đã hơn 45 ngày rồi mà nó chưa chuyển về mục sở hữu và chưa có chứng chỉ. Vậy, cảm ơn mục của nhá. Hôm qua có nghe thấy cái bình luận như thế này mà hôm qua thì chưa kịp trả lời. Nhanh nhất là 45 ngày và muộn nhất là 60 ngày. Cho nên là đến ngày thứ 61 mà chưa có thì mùa của hãy lo lắng nhá, yên tâm đi. Đừng lo lắng nhá. Chào tỷ phú, cảm ơn anh Thiện Hóa. Em like thì em like rất là mong muốn cho nhiều người dân Việt Nam đón nhận được cái cơ hội này. Đấy, đón nhận được cơ hội này để cho chúng ta có một cuộc sống giàu có về vấn đề tài chính cả đã, yên tâm về vấn đề tài chính cả đã. Xong thì lo chuyện khác sau, đúng không ạ? Có tiền, có tài chính, có tài sản thì mình yên tâm công tác được. Cảm ơn anh Tiên Nông nhá. Tối hôm nay thì em muốn chia sẻ với mọi người một cái điều, đó là em cảm nhận được là qua 3 năm vừa qua, cái nền kinh tế trên toàn thế giới này, cái nền kinh tế nó bị nhiễu loạn mọi người ạ, nó nhiễu loạn. Cộng với lại là mọi người để ý thì mọi người sẽ thấy là hình như cái Tết mà 2024 vừa rồi ấy, nó là một cái Tết mà em sống ở trong Kiên Giang này 18 năm, thì cái Tết đầu tiên mà em thấy là cái không khí Tết nó tiết kiệm đến cái mức là tối đa luôn mọi người ạ. Tiết kiệm đến cái mức tối đa luôn. Đó. Thế nhưng mà trong cuộc sống thì luôn luôn chúng ta luôn luôn phải đối diện với lại những cái sóng gió như thế. Đó, chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái sóng gió như thế mọi người ạ. Và gì ạ? Và khi mà chúng ta đối diện với những cái sóng gió như thế á, thì qua cái đợt dịch bệnh Covid rồi, đúng không ạ? Tối hôm nay chúng ta còn ngồi ở đây, còn chúng ta ở đây còn còn giao lưu với nhau được là chúng ta may mắn lắm rồi. Chào em Lai Loa Phường đẹp trai, cảm ơn chị Nguyễn Thuận. Cũng hơi lo anh à, nếu không được thì có liên hệ được với tập đoàn không? Được chứ em. Liên hệ bình thường mà, support được. Cảm ơn anh Đinh Công Toàn, cảm ơn chị Ngô Tính. Mọi người chờ em chút để em trả lời cái bé cái. Liệu 25 có được chia cổ tức thật không chú? Tôi nghe thấy lợi nhuận lớn quá cũng sợ.
À, lúc ban đầu thì đừng hy vọng là lợi nhuận lớn anh ạ, tại vì lúc ban đầu nó chưa có nhiều đâu. Tập đoàn đã nói có chia thì chắc chắn là được chia rồi. Mọi người cho em xin một chút nha. Cảm ơn chị Dương Hà nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Mai nhá. Chào cả nhà mình nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Mai, cảm ơn em Lê Mơ. Chúc mừng cho tất cả các anh chị em cô chú mình đã sở hữu được cổ phần của tập đoàn khổng lồ lớn nhất thế kỷ 21. Cảm ơn em Dương Thiên. Mọi người đừng lo nhá, như anh mua của đừng lo nhá. Mới có 45 ngày đừng có lo gì hết ạ. Vì sao? Vì cái bộ máy đã hoạt động trơn tru 10 năm rồi. Ở Việt Nam trơn tru 8 năm rồi. Đúng không ạ? Đừng lo gì hết đấy. Giờ chỉ lo câu chuyện là tập đoàn nghỉ huy động vốn thì là sẽ là nghỉ đột xuất, mà cái số lượng cổ phần mình có trong tay mình đã hài lòng hay chưa? Đấy là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Mọi người ạ. Ví dụ như giờ mình hãy tưởng tượng đi, một tuần nữa hoặc một tháng nữa hoặc là 3 tháng, 6 tháng nữa tập đoàn nghỉ huy động vốn nhưng mà lại nghỉ một cách là đột ngột. Không thông báo trước. Đấy. Không thông báo trước đâu, mọi người hãy hãy tính cái câu chuyện là có thể tập đoàn sẽ nghỉ huy động vốn một cách đột ngột mà chúng ta không được báo trước. Thế thì cái số cổ phần mà chúng ta đang nắm giữ ấy, chúng ta đã hài lòng hay chưa? Đấy chứ không là cũng có những người là tiền bạc thì cũng rủng rỉnh đấy nhưng mà lại đầu tư lại nắm giữ ít quá, thế là cứ chờ đợi, vừa vừa làm vừa chờ đợi. Cái này là không chờ đợi mọi người ạ. Vì là huy động vốn trên toàn cầu cộng với lại là các nhà đầu tư ở trên toàn cầu thì không biết được là những nhà đầu tư người ta xuống bao nhiêu tiền, thậm chí là Việt Nam chúng ta trong năm 2023 cho đến 3 tháng vừa rồi của năm 2024 đấy là đầu tư rất là lớn, người Việt Nam chúng ta đầu tư rất là lớn. À, cảm ơn Lê Huyền may mắn nhá, cảm ơn anh Lê Hoàng nhá. À, cảm ơn em Cấn Hằng. Cấn Hằng lên đây giao lưu với anh Lai cùng với mọi người này, Cấn Hằng ơi. Anh chưa thấy đâu. À đây rồi, thử xem nào, được không? Đấy, ok, mời em Cấn Hằng lên xem nào, được không? Em tin chắc chắn là trong năm 2024 này này, cái thành viên mới của Việt Nam lên rất nhiều thì mọi người nhìn thấy 3 năm qua đúng không? 3 năm qua dịch bệnh, chiến tranh, suy thoái kinh tế. Chào anh. Chào em Cấn Hằng nhé. Chào anh nhé. Chào anh. Em vừa lên kia thấy anh bên đây, em gọi số 2 để lên cho anh điện thoại. Đấy, em có chia sẻ lên trang cá nhân của em, mới chia sẻ vào trong các nhóm thì em tranh thủ chia sẻ đi. Xin chào chú Trần Minh, xin chào anh Nguyễn Như Hoàng. Cảm ơn chị Nguyễn Thúy Hà, chị Nguyễn Thúy Hà, cảm ơn chị Băng Lăng Tím. Các chị, các anh nào, các anh, các chú, các em nào mà có lên giao lưu thì mọi người cứ lên nhé. Ba năm qua mọi người, 3 năm qua bên tắt cái video đi, em hàng bên đấy em tắt cái video đi xong thì ok tắt rồi. Cảm ơn anh Trần Tám. Qua 3 năm qua mọi người, qua 3 năm dịch bệnh này, suy thoái kinh tế này, chiến tranh này, Covid xảy ra này, đúng không ạ, đứt gãy chuỗi cung ứng này, phá sản này, vỡ nợ này, thất nghiệp này, hàng loạt ở trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta, đúng không ạ, các ngành nghề đều bị ảnh hưởng, từ là đầu tư bất động sản này, môi giới này, cò đất này đều bị ảnh hưởng, bảo hiểm cũng bị ảnh hưởng, ngân hàng cũng bị ảnh hưởng, rồi là gì ạ, cộng đồng mà gì cung ứng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng, rồi mỹ phẩm kính thưa các kiểu. À, kinh doanh sản xuất truyền thống đều bị ảnh hưởng. Nhưng riêng trong cộng đồng UST này thì phát triển một cách bùng nổ, có thể nói là vượt trội. Mọi người thử nghĩ xem có đúng không? Đấy. À, cộng đồng UST Việt Nam chúng ta tăng lên một cách khủng khiếp luôn, tăng lên một cách chóng mặt luôn. Đấy, và em thì rất vui vì điều đó, vì người dân Việt Nam chúng ta bây giờ hình như là khổ nhiều rồi, cho nên là giờ thấy sướng là nắm bắt nhanh lắm. Nhanh tay lắm mọi người. Đấy, cho nên là em muốn chia sẻ thế để cho mọi người mà ai á mà ngày hôm nay mà chúng ta chưa có cổ phần UST trong tay, chúng ta hãy đặt ra một câu hỏi là tại sao người ta biết vào, người ta tham gia cách mình 7 8 năm.
Tại sao trên thế giới người ta tham gia vào 10 năm nay rồi? Đấy, tại sao người ta tham gia vào từ 7, 8 năm nay mà người ta vẫn tái đầu tư, người ta vẫn gom thêm cổ phần? Thì hãy cho mình một cái lý do đủ lớn, đúng không ạ? Hãy đặt ra một cái câu hỏi là nếu như tôi có 1 triệu cổ phần thì có đúng như lời thằng Loa Phường nó nói là tôi vào cái nhóm 1% giàu có nhất cái hành tinh này hay không? Đấy, hãy đặt ra cho mình những câu hỏi như thế. Thì đầu buổi livestream ấy, thì bây giờ em cũng xin muốn được hỏi em Hằng để cho em Hằng chia sẻ với mọi người, đó là em Hằng biết đến UST, cho đến giờ thì anh cảm nhận được là em thay đổi rất là nhiều, em trưởng thành rất là nhiều. Vậy thì em có gì để mà chia sẻ cho mọi người biết được là UST có cái gì mà làm cho em vui thế, làm cho em thay đổi nhiều thế? Em cảm ơn câu hỏi của anh Lai. Từ ngày em biết đến UT thì tại sao mà em lại thay đổi và có thể vui đến nhiều bây giờ thì cũng như câu hỏi mà trước em có đặt ở trên trang cá nhân của mình có một câu là công việc của bạn hiện tại là gì và 5 năm sau bạn là ai, thì cái câu hỏi này nó chính là cái câu trả lời của em là trước đây em phải nói là cách đây hàng chục năm em làm chủ một xưởng may và sau 10 năm em vẫn chỉ là một người công nhân làm máy bình thường. Chẳng qua là có thể là cái tay nghề của em nó tốt hơn, nhưng ngược lại là thêm cái tuổi nó cao hơn thì em sẽ chậm đi, nó sẽ không được nhanh như lúc mình còn trẻ nữa. Nhưng lúc mình còn trẻ thì không có kinh nghiệm đó, thì khi mà em biết đến cơ hội của UST này thì em mới thấy là mười mấy năm em làm chủ, nhưng mà rốt cuộc là mười mấy năm đấy em cũng chỉ là cống hiến làm và cố gắng để có một chút gọi là mình có một chút 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 đồng tiền có tích cóp để đấy, để sau này mình lo về cái khi mà mình không có công việc để mình có cái trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà khi em biết đến UST thì em biết là đó là hoàn toàn là cái sai lầm, và em biết là bản thân em bây giờ em biết là 5 năm sau em sẽ như thế nào, chứ không phải trước đây là em chỉ biết là ngày này em làm, ngày này em sống và 5 năm sau em không biết em là người như thế nào. Vẫn nếu mình làm công nhân mình vẫn chỉ là một người công nhân, nếu mình là một người đưa hàng mình vẫn chỉ là một người đi giao hàng, chẳng qua là chỉ hơn những cái năm đầu tiên là mình biết đường đi lối lại và mình có kinh nghiệm hơn thôi. Nhưng kéo theo cái thời gian đó là cái mình tăng thêm cái tuổi tác của mình thì tự dưng là cái sức khỏe của mình nó cũng kéo xuống, chứ nó không như lúc còn trẻ, nó cũng không còn như để cách đây 10 năm trước hoặc 5 năm trước. Và cái cơ hội UST làm sao để cho nó thay đổi bản thân em, bởi vì cái cơ hội UST này nó không những giúp cho em thoải mái về tinh thần, về có mình vào đời mình giao tiếp cùng tất cả các cô chú anh chị được học hỏi về cách quản lý đồng tiền và về cách làm sao để mình có thể là có được dòng thu nhập thụ động. Đấy. Trước đây em cũng chưa từng nghe đến là tại sao là mình phải có dòng thu nhập thụ động và cũng chưa từng nghe đến là mình phải có dòng thu nhập. Và từ khi biết đến cơ hội UST này thì em biết là tại sao và trên thế giới này rất nhiều tỷ phú họ họ có rất nhiều dòng tiền và dòng tiền đến từ đâu, thì đấy là những cái mà khi mà bước chân vào USD em mới được học và mới được biết đến là dòng tiền đến từ đâu. Thì ngay như cái cơ hội USD này khi mà em Hằng tham gia thì em Hằng đã biết là mình đã lựa chọn đúng, bởi vì nó ở đây nó cho em được cả về cả dòng tiền, về cả lãi vốn. Đó. Có những cái mà em đăng lên trên trang cá nhân là làm sao để chúng ta có cả lãi vốn và cả dòng tiền, thì có thể là ở trên Facebook có rất nhiều cô chú anh chị biết đến là lãi vốn và dòng tiền là như thế nào, nhưng có những người thì chưa hiểu thế nào là lãi vốn và dòng tiền. Và bản thân em Hằng khi bước chân vào UST này em Hằng cũng mới biết cũng mới hiểu là tại sao cô chú anh chị bất kể có những cô chú đã già rồi, ngoài 70 rồi, thậm chí là 80 rồi, khi họ tham gia vào UST họ cũng đều rất vui vẻ, thậm chí họ rất là khi mà giao tiếp với những người như vậy họ thoải mái lắm, họ không nghĩ là họ đã già rồi, họ không nghĩ là cái sự cống hiến của họ nó vô nghĩa, mà họ vẫn nghĩ là họ cống hiến vào cái công nghệ UST này. Thứ nhất là vì cái ông chủ tịch này ông ấy có cái tầm nhìn đó, và cái mà ông ấy tầm nhìn đấy là ông ấy đi, mục đích của ông ấy là giải cứu hành tinh xanh, nghĩa là ông ấy cái khi mà con người người ta sống ở một cái nghĩ đến một cái lương thiện nào đó, thì các cô chú ở cái tuổi già là các cô chú ấy nghĩ là
Cùng cái tầm tuổi đấy, ông chủ tịch năm nay ông cũng ngoài 70 rồi. Tại sao ông cống hiến tất cả cái công sức, cả cái trí tuệ của mình để giải cứu hành tinh xanh này, mà tại sao các cô chú ấy lại không thể đồng hành được? Và khi cô chú đồng hành vào đây thì cô chú biết là à, mình cũng đã chọn đúng đường, mình cũng đã gọi là mình đã từ thiện đỉnh cao. Từ thiện đỉnh cao là gì? Thứ nhất là có thể đem lại cái giá trị cho xã hội, và cũng có thể là đem lại cái giá trị cho chính bản thân chúng ta đó. Còn như em Hằng thì khi mà em Hằng tham gia vào đời, em Hằng cũng không khác gì các cô chú ở lớn tuổi vậy. Bởi vì như em thì là còn ít tuổi, cũng chỉ ngoài 40 tuổi thôi, cuộc đời nó cũng còn rất là nhiều, còn rất là dài, ít nhất cũng phải 20-30 năm nữa đó. Thì em cũng muốn là mình cống hiến một cái gì đó cho xã hội, và khi mà em biết đến cơ hội này thì em đã biết là mình đã lựa chọn đúng, và em cũng biết ơn cơ hội mà anh Lai đã trao cho em đó. Cũng nhờ anh mà em mới biết đến cơ hội này, biết đến cơ hội này, và em cũng là cái cơ hội này đã giúp cho bản thân em thay đổi rất là nhiều, từ cái cách suy nghĩ, từ cách nhìn. Và em mỗi ngày em đều rất là vui, bởi vì em nghĩ là cái tập đoàn QST này nó sẽ giúp cho em được rất nhiều trong tương lai, và giúp cho em là 5 năm sau em biết bản thân em là ai. Hiện tại bản thân em chỉ là một người công nhân, những người một người làm công ăn lương, một người làm công việc tự do rất là bình thường, cũng không có khao khát gì. Nhưng mà khi biết đến cơ hội UST này, em đã biết mình phải làm những gì đó, mình làm những gì, và hiện tại em đang làm và đang theo các anh, các chị, các bạn trẻ đi trước, họ có kinh nghiệm hơn, họ chia sẻ, và em đang đi theo cái lối đấy để em biết là 5 năm sau em trở thành người như thế nào. Thứ nhất là 5 năm sau em có thể là trở thành một người có ích hơn với bản thân em, với gia đình và xã hội nói chung. Em chỉ là một cái người nhỏ bé thôi, cống hiến của em vào công nghệ này nó cũng chỉ là chút xíu thôi, chưa thể bằng các anh các chị ở tập đoàn đã cống hiến mà đấy từ là năm 2017 cho đến nay. Bản thân em Hằng thì em mới chỉ có tập trung vào tập đoàn này từ đầu năm 2023 đến năm nay, gọi năm thì là 2 năm, nhưng tháng thì cũng chỉ vào 1 năm thôi. Em cũng tập trung tìm hiểu vào cái tập đoàn này từ khoảng độ 3-4 tháng trở về đây. Còn trước đây là em cũng không tập trung lắm vào cái tập đoàn này. Đấy, và khi em tìm hiểu về tập đoàn này thì em càng ngày em càng yêu, và em càng ngày em nghĩa là cái tâm nguyện của em với tập đoàn này nó rất là lớn, rất là lớn, mà em muốn cống hiến cho thật nhiều, sức của em đến đâu em cống hiến đến đấy. Và em cũng muốn là chia sẻ, lan tỏa cơ hội này đến tất cả những ai có sự khát khao. Khát khao trước nhất là khát khao cho đi, khát khao cống hiến cho xã hội. Tất nhiên là ai cũng vậy rồi, ai cũng nghĩ bảo là nếu như bản thân mình không được lợi gì thì cũng không ai muốn cống hiến cả. Nhưng thực sự là khi mà em join mình vào cái cộng đồng UST này thì em thấy là ở đây mình cho đi, nhưng mà thực ra là cái mà mình nhận về nó còn lớn hơn cái sự cho đi của mình đó. Khi mà em góp một cái số vốn nhỏ vào cái tập đoàn UST này cùng ông chủ tịch thì nó với bản thân em nó là nhỏ, nhưng sau này cái giá trị mà tập đoàn mang lại nó lại rất là lớn, nó rất là lớn cho bản thân em đó. Nên là em mới thấy là mình cho đi thì nhỏ nhưng mình nhận về rất là nhiều. Bây giờ đúng, nếu như bạn để nói là tài sản thì tài sản đó em vẫn chỉ là tài sản, cái tài sản đó em chưa được sử dụng, nhưng ngược lại cái cho đi và cái nhận lại và cái tinh thần của em nó được rất là nhiều rồi. Còn cái chờ đợi và cái tài sản này có thể hiện hữu với bản thân em và tất cả các anh chị cô chú đã ủng hộ vào công nghệ này thì chắc chắn là chỉ 2-3 năm tới thôi là đều có, tất cả đều có kết quả hết. Bởi vì bản thân em làm cái gì cũng vậy, bắt đầu tiên là em cũng phải bỏ công bỏ sức ra rồi em mới có thu hoạch. Và khi công nghệ này ra đời cũng vậy, ông chủ tịch đã hy sinh nó và cống hiến tận hơn 40 năm đó, hơn 40 năm ông nghiên cứu và cho ra cái công nghệ này. Thì bản thân em nó chỉ là mới góp sức, đến năm nay là năm thứ 2, em chưa thấy nó là dài, em cảm thấy nó là một đoạn đường ngắn. Mà cái cây này ông chủ tịch ông đã trồng rồi, bây giờ em là người đi sau và em đang được hưởng cái thành quả của ông đó, của ông đó. Không những em mà tất cả những cô chú anh chị cũng sẽ được hưởng cái thành quả của ông chủ tịch. Và ông chủ tịch thì là người mà
để mà nói số vốn của ông ấy bỏ vào cái tập đoàn này là lớn nhất. Ông ấy, cái trí tuệ của ông ấy thì ông ấy cho đi, như như bản thân em này đang được hưởng cái trí tuệ của ông chủ tịch là cho đi miễn phí. Nên là em rất là hoan hỉ, em rất là happy khi mà mình được đồng hành một cái con người vĩ nhân. Để mà trước thì em với ngài, với chủ tịch Hồ Chí Minh thì bản thân em cũng không được gặp, tất cả cô chú anh chị chắc cũng không hề được gặp chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng cái người mà em tôn trọng, em coi trọng bây giờ là ông chủ tịch nữa. Bởi vì ông chủ tịch là ông ấy cũng đã hy sinh bản thân mình, ông hy sinh bản thân mình để ông ấy sáng lập và phát minh ra cái công nghệ giải UST này, để có thể để giải cứu hành tinh xanh ở cái mức độ là nó sẽ không, cái công nghệ giao thông UST này khi mà nó ra đời thì thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường, không ách tắc giao thông và cũng không 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 bị cái giảm thiểu cái tai nạn giao thông đi rất là nhiều. Nên là em nghĩ là ngoài chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là về giải cứu, đi tìm đường giải cứu cái sự độc lập, cái sự là sự gì của giải cứu, nghĩa là mình cái sự vì sự độc lập nhân quyền của con người. Còn ông chủ tịch ở đây thì ông ấy giải cứu về hành tinh để đời con đời cháu chúng ta nó không sống trong cái môi trường ô nhiễm không khí do khói bụi đó, do khói bụi đó của tất cả các loại vận tải giao thông nó gây ra. Nên là em rất là tôn trọng và em rất kính trọng ông chủ tịch, em kính trọng cái sự cho đi của ông đó, kính trọng sự cống hiến và miệt mài. Với ông bây giờ là năm nay là gần 75 tuổi rồi, nhưng ông lúc ngày nào ông cũng miệt mài làm việc từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Nhưng bản thân em hằng không làm được như ông chủ tịch. Em làm thời gian ngày một ngày, nếu như em nói là em chỉ làm được 12 tiếng, đấy là những cái ngày mà em cố gắng. Còn không thì em không bao giờ em làm được 12 tiếng. Nhưng ông chủ tịch ở đây, ông là một người vĩ nhân, ông ấy già nhưng mà thực sự là ông ấy rất là khỏe, ông ấy rất là cái trí tuệ của ông rất là minh mẫn, nên ông làm việc rất là có khoa học. Ông như là cái đứa con tinh thần của ông ấy, là ông phải chăm cho nó làm sao để nó có thể là phát triển tốt nhất. Mà khi mà em nghe được cái tập video thứ hai của ngài chủ tịch trả lời cho các cổ đông thì em mới thấy là ông rất là quan tâm không những đến công nghệ mà ông còn quan tâm đến tất cả các cô chú và anh chị cổ đông đã từng góp vốn và sẽ góp vốn vào cái công ty tập đoàn của ông chủ tịch đó. Nên là khi mà em càng nghĩ về cái tập đoàn mà em được đồng hành này thì lúc nào em cũng cảm thấy vui và em cảm thấy tự tin, em cảm thấy tự tin, rất là tự tin. Và tương lai 5 năm sau chắc chắn là em bây giờ 1 năm em đã khác, chắc chắn 5 năm sau em cũng sẽ khác đó. Cuộc sống của em nó sẽ không bị bế tắc nữa, bởi vì khi mà em giao tiếp với tất cả những cô chú anh chị ở đây rất có niềm tin và họ cái tư tưởng của họ cũng rất là cởi mở, nên là tự dưng con người của em nó cũng học theo đó để em cởi mở và phát triển theo những cái chiều hướng mà mình tích cực đó. Vâng, em cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà đã nghe em chia sẻ. Cảm ơn em Hằng rất là nhiều. Mọi người thấy em Hằng chia sẻ có tuyệt vời không ạ? Mọi người có thể tặng cho em Hằng thật là nhiều con số 9 để cảm ơn em Hằng đã chia sẻ cho mọi người nghe. Thực tế thì em Hằng tham gia vào UST này mới chỉ có 2 năm thôi mọi người, nhưng mà em lại thì thấy em Hằng là trưởng thành rất là nhanh, bất ngờ luôn, trưởng thành từng ngày, trưởng thành từng tuần. Còn bây giờ thì mới giới thiệu, xin phép được giới thiệu với tất cả các anh chị em cô chú mình. Đây cũng lại là một cô em đồng hương Hà Tây với em Lai, một cô bé có nghị lực rất là lớn. Em Lê Mơ có thể giới thiệu bản thân cho tất cả mọi người được biết nhá. Cảm ơn em Lê Chào Mơ cả nhá. nhà. Chào cả nhà. Em tên là Lê Mơ, em sinh năm 1987 anh ạ. Tắt tiếng. Anh đang tắt tiếng rồi ạ. Em cứ thử giới thiệu về bản thân. Máy hơi xa ra chút để nhìn thấy nguyên khuôn Vâng. mặt.
Em để cái máy đứng bên này. Đợi em một tí nhá. Xin chào chị Nguyễn Quyên, xin chào chị Đỗ Thành, xin chào chị Đầm Nhung. Chị nói rất tuyệt, cảm ơn chị Đầm Nhung. Cảm ơn chị Ngô Tính. Cảm ơn anh Vũ Ngọc Hương, à Vũ Quốc Hương. Ở trong này có những người có cổ phần rồi. Cảm ơn chị Thương. Chị Thương này hình như tham gia USA cũng hơi lâu rồi nha. Giờ chắc mấy chục triệu cổ phần rồi nha. Cảm ơn Vũ Thị Liễu. Vũ Thị Liễu rồi. Chị Liễu này cũng nhiều cổ phần rồi này. Hoàng Ban cũng nhiều cổ phần, anh Nguyễn Cao cũng nhiều cổ phần, toàn những người nhiều cổ phần, Nguyễn Bình cũng nhiều cổ phần, Dương Thiên cũng nhiều cổ phần, toàn những người nhiều cổ phần thôi. Đấy, xong chưa? Em để cái máy ra, đứng im một chỗ, được xong chưa? Đừng quay ngang nhá, quay ngang là cái mặt của em nó bị quay ngang đấy. Ờ. Thế này là cái gì ạ? Thế này là cái gì ạ? À hơi cái máy nó hơi bị ngửa ra đằng sau đấy, nó hơi bị ngửa đấy. Em đang mở TV à? Vâng. Vâng. Cảm ơn cô Trần Hằng. Cảm ơn anh Bùi Hiếm. Em chào các anh các chị nhé. Cảm ơn em Bùi Hiếm. Em Lê Mơ, em có thể giới thiệu em quê ở đâu và em lý do gì em biết đến UST và UST nó có cái gì hay mà để cho em ra được cái quyết định là em góp vốn vào để sở hữu cổ phần của UST, em có thể chia sẻ cho mọi người biết được cái lý do đấy không? Em thấy công việc này rất tuyệt vời em ạ. Anh vẫn còn nghe thấy tiếng TV ở đằng sau á. Em có thể cho anh biết được là ai là người cho em biết đến cái cơ hội đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp UST này không, và em tìm hiểu có mất nhiều thời gian không, và em thích cái sản phẩm gì của tập đoàn? May của nhờ chị rất là nhiều. Thế thì em đầu tư vào trong tập đoàn UST này thì em có sợ mất không? Không ạ. Lý do gì mà em không sợ mất tiền? Em tin tưởng, em tin tưởng vào công ty và tin tưởng vào chị Ngọc ạ. Em tin tưởng vào chị Ngọc. Em đầu tư vào trong tập đoàn mà em lại bảo em tin tưởng vào chị Ngọc. Em chỉ mong thế thì anh được biết là em biết đến UST chưa được một năm và em cũng đã góp vốn đầu tư rất là nhiều. Vậy thì em có thể cho mọi người biết được là em đã đầu tư bao nhiêu tiền và hiện tại thì em đang có bao nhiêu cổ phần? Em vào một gói $500 ạ. Mới đầu là em chưa biết thì em vào gói $500 xong rồi em tin tưởng vào xưởng, em tìm hiểu mấy cả qua những ngày anh chị lên livestream em cũng nghe hàng ngày là em cũng hiểu rất nhiều anh ạ. Nên là em cũng cho mình một cái cơ hội thật to. Vì ngày trước em rất là khổ. À, cảm ơn em Lê Mơ, rất là tuyệt vời. À, em Lê Mơ là biết đến UST chưa được 6 tháng đâu mọi người. Chưa được 6 tháng. Và hiện tại thì em... 3 tháng thôi ạ. 3 tháng. 3 tháng, mới 3 tháng thôi. 3 tháng. Và em có đầu tư $2,500. $2,500 thì 2,500
cộng đấy, 500 đô là 3.000 đô, 3.000 đô thì 32 là 6, 35, 15 thì nó khoảng 75 triệu. Và hiện tại thì em đang nắm giữ số cổ phần hơn 200.000 cổ phần. Thì em chỉ tạm tính thôi, coi như tạm tính 200.000 cổ phần thôi. Thì tại thời điểm này là em đã có tài sản là 200.000 đô, tương ứng với 5 tỷ đồng. Đó. Và em thì em rất là bất ngờ vì một cô bé còn rất là ít tuổi, đấy, còn rất là ít tuổi, thế mà đã dám đưa ra những cái quyết định mà có thể rất rất nhiều người ở ngoài kia không dám đưa ra những cái quyết định như thế. Vâng, em chỉ mong người, em chỉ mong người, người nhà nhà em đồng ý tin tưởng như em, tin tưởng như em. Và đầu tư thật nhiều, đầu tư thật nhiều, càng nhiều người càng thích, nhiều người càng tuyệt vời. Mọi người thấy em đem chia sẻ có chân tình không ạ? À, mọi người thấy có thật là quá chân tình không ạ? Mọi người có thể tặng cho em Lemer thật là nhiều số 9 để cảm ơn, và anh hy vọng rằng Lemer sẽ sớm có được 5 triệu cổ phần UST trước khi tập đoàn nghỉ huy động vốn. Chúc mừng cho em Lemer, chúc mừng cho gia đình em Lemer đã đón nhận được cái cơ hội tốt nhất của thế kỷ 21. Đó, cảm ơn em Lemer rất là nhiều. Bây giờ thì anh là muốn hỏi em Hằng đó là khi em biết đến UST này này thì mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều. Đó, cộng với lại là em cũng đã cảm nhận được, em cũng có như thể là mình nhìn thấy cái tương lai của mình được, nhìn thấy cái chiều sâu về tương lai. Vậy thì em có lời nào nói để cho số đông người dân Việt Nam chúng ta, có rất nhiều người biết đến cái cơ hội này nhưng họ lại dừng lại trước khi mà họ kịp tìm hiểu. Họ dừng lại trước khi họ hiểu và họ đưa đến một cái quyết định là tôi sẽ không tham gia. Đấy thì em nói chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người hiểu được giống em những ngày ban đầu. Vâng, em cảm ơn câu hỏi của anh. Thực ra nếu mà khi chúng ta đi chia sẻ và lan tỏa cơ hội này đó thì em ngay bản thân em lúc đầu tiên, nhưng mà cái khát khao của em nó lại khác. Em thì em lại không sợ mạo hiểm. Đó. Những cái gì mà em thấy khó thì em lại cố gắng em chứng minh bằng được. Đó. Nên là khi mà em chấp nhận cơ hội này thì là cái sợ cũng có, nhưng mà cái như em nói là cái máu chiến ấy, nó lại nhiều hơn là cái sợ. Thế cho nên là em tha bằng em sợ, em phải chứng minh xem là nó có thật hay không. Bởi vì trên cái nền tảng Facebook xã hội này, em phải nói là sau cái đợt dịch Covid ấy, thì xảy ra cái tình trạng lừa đảo trên mạng rất là nhiều. Đó. Thế nên là khi chỉ cần nghe thấy là chia sẻ cơ hội này, và nhất là cái công ty nó lại không phải nằm ở Việt Nam, thì là đa số là không chấp nhận. Và thường thường một câu thoát ra là họ lừa đấy. Đó. Đừng có tham gia vào đấy mà mất tiền. Ở Việt Nam còn không chắc, huống chi ở nước ngoài. Đó. Đấy là những cái tư duy mà cô chú anh chị chưa biết đến. Tại sao cứ phải ở Việt Nam? Đó. Em Hằng, lúc đầu tiên em Hằng tham gia là em Hằng cũng chưa thể biết đến một công ty nào ở Việt Nam kêu gọi vốn hoặc là tham gia một cái hình thức gì cả. Ngoài cái gọi là đưa lên Facebook là nhóm nhỏ lắm. Họ lừa cái vấn đề này, lừa vấn đề kia, nghĩa là rất là nhiều. Đến bây giờ em Hằng cũng mới thấy là mô hình lừa đảo ở trên mạng rất là nhiều. Nhưng nên là chúng ta bây giờ bắt buộc làm sao chúng ta phải là có kiến thức để chúng ta phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Bởi ngày trước chúng ta có thể là đọc báo, nghe đài, xem TV để lấy kiến thức. Nhưng bây giờ chúng ta phải có kiến thức, chúng ta mới đọc báo và nghe đài, xem TV được. Cái thông tin bây giờ nó rất là nhiều. Thông tin thật cũng có, thông tin ảo cũng có, mà người ta gọi là báo lá cải đấy ạ. Tức là những cái thông tin nó không chuẩn, nguồn không chính xác. Chúng ta đi vào đây chúng ta đọc hoặc là chúng ta search trên mạng. Khi bạn thân em mình chia sẻ cơ hội này đến với một người bạn rồi, thì bạn, một người đồng nghiệp làm cùng em Hằng rất là nhiều, khi bắt đầu em Hằng chia sẻ thì bạn ấy đón nhận đó,
Nhưng mà đến khi mà bạn ý chuẩn bị xuống tiền thì bạn ý chắc ở trên mạng thấy thông tin là Bộ Công an cảnh báo lừa đảo thì bạn ý ngắt liên lạc với em Hằng luôn, không hề liên lạc, coi như là em Hằng gọi cũng không nghe, nhắn tin không trả lời đó. Thì em mới thấy là cái tâm ảnh hưởng của cái lời cảnh báo này đối với chúng ta, nếu như chúng ta không thực sự có khát khao thì chỉ cần một lời nói nhỏ thôi thì chúng ta đã mất đi cơ hội rồi. Chúng ta không dám đón nhận, thậm chí chúng ta không dám tìm hiểu, cũng không dám đặt câu hỏi với cái người đã chia sẻ cơ hội này cho mình, là xem tại sao có cảnh báo là lừa đảo đấy mà tại sao bạn vẫn chia sẻ với tôi. Em Hằng chưa hề thấy ai đặt ra câu hỏi đó. Đó, chỉ cần nghe thấy thế là gạt luôn, không nói chuyện, chặn Zalo, chặn Facebook, không liên hệ. Đó, thế nên là em cảm thấy là em vẫn hơn tất cả các những cái bạn mà em chia sẻ cơ hội, hoặc những người em chia sẻ cơ hội mà khi thấy lời cảnh báo đó đã dùng, đã thu mình lại, không dám đón nhận. Họ nghĩ là giống như cơ hội mà mình mất hơn 6 triệu bạc, nó to quá. Họ nghĩ to, nhưng mà thực sự với em Hằng, mình đánh mất cơ hội, mất niềm tin với là mất nhiều, chứ mất vài triệu bạc. Bản thân mình cả một đời người làm ra gấp trăm gấp nghìn lần cái với triệu đó thôi. Chứ đừng để sợ và mất vài triệu mà mất đi cơ hội này, mất đi cái sự gọi là để làm cho cuộc sống của chúng ta sau này nó tốt đẹp hơn. Đó, thế nên là em thấy rất rất là buồn khi mà chúng ta chỉ đứng về một phía, đứng về một cái lời cảnh báo để chúng ta không dám đón nhận, không dám đi tìm hiểu cơ hội này. Thế nhưng mà em Hằng thì lại phục những cái người ở bên ngoài, có rất nhiều người chưa từng biết đến nó là cái gì, nhưng cái sự khát khao của họ lớn, họ muốn là thay đổi cuộc sống của họ tốt hơn, thì họ lại tự tìm đến, tự đón nhận cơ hội. Đó, bởi vì họ nói rằng làm gì cũng vậy, nó phải có hai mặt, một mặt trái và một mặt phải. Khi chúng ta làm ăn kinh doanh chúng ta cũng vậy, ai làm muốn mà thắng, ai làm muốn được, nhưng thực tế nó phải chứng minh là chúng ta làm như thế nào. Đó, có những người kinh doanh được, làm ăn được, nhưng có những người cùng làm ăn, cùng kinh doanh như vậy nhưng lại thua lỗ, lại không có thu nhập. Vậy chúng ta ở đây, chúng ta đi đầu tư vào đây cũng vậy, chúng ta phải đặt cược là 50-50 thì chúng ta mới có thể là thoải mái được, đúng không? Chúng ta thoải mái và chúng ta với dám đón nhận cơ hội này, bởi vì cái cơ hội USD ở đây không phải là nay chúng ta tham gia mà chúng ta có tiền, mà chúng ta phải chờ đợi, chúng ta phải chờ đợi khi công ty làm ăn có lãi thì chúng ta mới có thu nhập. Và khi chúng ta đã chờ được công ty làm ăn có lãi, có thu nhập rồi thì chúng ta cứ kê cao gối vào, bởi vì dòng tiền từ đó trở đi nó sẽ chảy về túi chúng ta thường xuyên hàng năm, hàng quý, mà nó chỉ có tăng dần lên, tăng cả lãi vốn và cả dòng tiền. Đó, nên là chúng ta chỉ khi mà chúng ta trồng một cái cây, chúng ta trồng, nếu như chúng ta ươm nó được cái hạt, đúng không ạ, chúng ta phải chăm nó từng chút một thì nó với cây nó mới lớn, và cây lớn rồi đấy là chúng ta phải chăm bón nó lớn thì chúng ta mới có ngày thu hoạch hái quả, đúng không ạ? Và khi ở đây chúng ta tham gia đầu tư cũng vậy, chúng ta không thể nói là tôi bỏ tiền ngày nay, ngày mai tôi có thu nhập luôn. Thực ra là rất là khó. Chúng ta nếu như chúng ta chính vì chúng ta cứ xác định cái vấn đề là tôi bỏ tiền ra tôi phải thu hoạch ngay, nên là tại sao mà chúng ta lại bị lừa ở trên mạng nhiều như vậy? Bởi vì chúng ta là thiếu kiến thức nhưng lại thừa lòng tham. Chính vì vậy nên là khi mà cái cơ hội nó thực sự đến thì chúng ta lại sợ. Chúng ta lại sợ bởi vì chúng ta sợ là bị lừa, chúng ta sợ mất tiền. Nhưng mà để mà biết đây, cô chú anh chị hoặc là các bạn, là phải để ý xem là có cơ hội nào mà chia sẻ như chúng em chia sẻ không ạ? Hỏi là thế có người hỏi là vậy em tham gia như vậy thì em đã được cái gì chưa? Em trả lời là em chưa được một cái gì hết. Kể cả các cô chú anh chị tham gia từ 2015, 2016 đến bây giờ cũng chưa ai được một cái gì. Và những người đã tham gia từ đầu tiên đến giờ, không phải họ dừng lại mà đến bây giờ họ vẫn gia tăng tài sản của họ rất
rất là nhiều, bởi vì họ là những con người chứng kiến là tập đoàn phát triển như thế nào. Họ chứng kiến tập đoàn phát triển mạnh hơn với bản thân em Hằng, là em Hằng tham gia sau, em Hằng được hưởng trái ngọt rồi. Tập đoàn thì gọi là cái cây nó đã không còn chăm sóc nữa, mà nó đang đơm hoa kết trái rồi. Đó. Nên là em Hằng không phải chứng kiến những cái từ đầu tiên là từ một bãi đất trống không có một cái gì cả, từ trên chỉ là bản vẽ thôi. Nhưng bây giờ em Hằng đã có tất cả, có cả nhà, có cả văn phòng, có công ty, có tất cả các sản phẩm rồi, đã chứng nhận rồi. Đó. Nên là em Hằng không phải chứng kiến như các bạn đó. Nên các bạn ấy, tại sao bạn ấy lại nhiều niềm tin? Phải nói là nếu em Hằng tin 100% thì các bạn bị tin 1000% thôi. Đó. Bởi vì cũng như bản thân em Hằng, hoặc là tất cả ai cũng vậy thôi, khi chúng ta nuôi con chúng ta chứng kiến con chúng ta trưởng thành như thế nào, chúng ta sẽ biết con chúng ta như thế nào. Nên là ở đây tập đoàn UT cũng vậy, những cô chú anh chị tham gia trước họ chứng kiến tập đoàn phát triển theo cái lộ trình mà tập đoàn đưa ra như thế nào, nên tại sao họ lại nhiều niềm tin như vậy, họ đi lan tỏa nhiều như vậy. Đó. Họ không ngại quản khó khăn để họ chia sẻ. Người này từ chối thì lại có người, thì lại tiếp sức cho người sau. Và tất nhiên một người từ chối thì một người khác lại có cơ hội. Nếu như anh Long chia sẻ với em trước đây mà em đó không đón nhận thì sẽ không có em ngày hôm nay. Và không có em ngày hôm nay thì em cũng không giúp được mấy chục người dưới em ngày hôm nay. Đó. Và em cảm thấy là em xác định là em chia sẻ 100 người, em chỉ lấy 10 người. Vậy 10 người đấy là em đã giúp họ có thể là có cuộc sống tốt hơn về tương lai rồi. Họ có một cái là họ không phải lo nữa. Và em, bản thân em cũng nói với tất cả các anh các chị mà anh chị không tin vào cơ hội này có thể dừng lại. Các anh chị tin, anh chị kê cao gối mà không phải lo một cái gì hết. Đó. Và tất cả các cô chú anh chị tham gia cùng em Hằng ai cũng rất là vui. Nói chuyện với em Hằng hàng ngày, lúc nào, bất kể lúc nào các cô chú anh chị thích là alo em Hằng nói chuyện. Và có một cái vấn đề là cô chú anh chị lại hỏi là đây là em chị thấy cái này là em giải thích cho chị này, và cái thông tin trái chiều này nó là như thế nào. Đó. Những con người này em với khẳng định là họ có khát khao lớn, họ dám vượt qua chính mình, vượt qua những cái lời cảnh báo đó, và họ nói với em một những lời cảnh báo cũng không tin. Bởi vì chị nhìn thấy tất cả các cổ đông đi sang bên tập đoàn rất là nhiều, họ live stream, họ phát trực tiếp, vậy thì họ lấy bánh vẽ ở đâu, họ lấy hình ảnh ở đâu họ ghép. Đấy là cái chứng minh lớn nhất mà cổ đông, những người mà đồng hành nói đưa thông tin tin trái chiều để hỏi em Hằng, nhưng lại đưa luôn cái chứng minh là họ đã tìm hiểu và họ tin nó là thật, họ phải chờ đợi. Đó. Thế thì em cảm thấy là cái cơ hội này cho đi, em chia sẻ, em không hề hối tiếc, và em cảm thấy là càng ngày em càng phải lan tỏa cơ hội này thật rộng. Và đấy chính là cái nguyên nhân tại sao em Hằng dám và xác định là sẽ lên trang Facebook của mình cùng các anh các chị đây để mình chia sẻ cái cơ hội này đến rộng hơn, đến có thể là những người bạn trên Facebook của mình, những người quen hoặc là những người bạn mình mới quen, mà trong khi họ đang khao khát tìm kiếm một cái cơ hội nào đó để thay đổi bản thân và thay đổi cái nền kinh tế của gia đình một vài năm tới. Nên là em thực sự là khi mà nói đến cơ hội này và nói đến cái sự chia sẻ cho đi, em cảm thấy là mình trước đây em rất là sợ. Đó. Em rất là sợ, em không dám trao đi, em cứ âm thầm. Đó. Bởi vì em sợ mà, em sợ là em sợ cái cơ hội này nó không có thật. Và cũng cái tâm trạng này của anh chị bây giờ mà đang từ chối là chính cái tâm trạng lúc đầu tiên của em. Nhưng mà em phải nói là em khác ở cái điểm là em dám bước chân ra khỏi vùng an toàn. Và đến ngày hôm nay em chứng minh là em đã đúng với bản thân em. Còn cơ hội này nó đến với tất cả cô chú anh chị, đến tất cả những người đã có duyên. Nếu mà nói là chưa đón nhận nó thì em phải nói chưa đủ duyên để đón nhận, chỉ có duyên để nghe thôi, chưa đủ duyên để được đón nhận cơ hội này. Đấy. Thì em bản thân em cảm thấy là em rất có phúc,
em rất là happy, bởi vì khi mà em đủ chín chắn, đủ niềm tin và được, phải nói là được sự cộng hưởng của bề trên, nên mình được đón nhận cái cơ hội này đến bây giờ, nên là cuộc sống của em mình cảm thấy là mình tự tin hơn, mình có thể là với cái niềm tin của em ấy, sẵn sàng chia sẻ với tất cả những ai mà em gặp, những ai mà có thể là muốn khát khao mà em chia sẻ. Nhưng em cũng có một cái khuyết điểm đó, nếu như ai không thích nghe là em cũng không chia sẻ, bởi vì em cảm thấy là họ không đủ duyên để đón nhận cơ hội này, không đủ duyên để em chia sẻ, và em dành cái lời chia sẻ đó cho người cần thiết và cho người muốn nghe nó, muốn khao khát tìm kiếm một cơ hội mới. Em cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà đã nghe em chia sẻ. Cảm ơn em Hằng rất là nhiều. Những lời chia sẻ rất là chân tình, rất là tuyệt vời, đúng không ạ, Thành? Cảm ơn em Hằng. Bây giờ thì em muốn được hỏi em Lê Mơ, đó là với 3 tháng biết in UST, em đầu tư là 3.000 đô, em đang sở hữu một cái khối tài sản là hơn 200.000 cổ phần, quy ra tiền Việt là tại nay em đang có tài sản là 5 tỷ Việt Nam đồng. Nếu như lên sàn 10 đô thì em có 50 tỷ, và nếu lên sàn 20 đô thì em có 100 tỷ, và nếu lên sàn 40 đô thì 100 tỷ nhân 2 lên là nó thành 200 tỷ. Vậy thì anh muốn hỏi em, đó là giả sử 10 ngày nữa mà tập đoàn nghỉ huy động vốn á, mà có ai đó trả em cái số cổ phần em đang nắm giữ, người ta trả cho em khoảng 7 tỷ thì em có bán không? Em không ạ. À. Em không ạ. À. 7 tỷ không bán. Vậy thì nếu mà giả sử trả em 30 tỷ thì em có bán không? Của mình thì mình dùng đến tận À, em xin phép được chia sẻ với mọi người như thế này. Ngày xưa nếu còn làm công việc truyền thống ấy, thì em làm thầu xây dựng. Và trong bao nhiêu năm làm thầu xây dựng ấy, thì em cũng chưa bao giờ dám ước mơ là mình có tài sản 1 triệu đô la, khoảng 25 tỷ. Chưa bao giờ dám điều đó. Chưa bao giờ dám nghĩ đến là mình sẽ có tài sản 1 triệu đô la. Nhưng mà từ lúc em biết đến cổ phần doanh nghiệp UST này ấy, thì cái câu chuyện 1 triệu la nó lại trở nên rất đơn giản. Rất đơn giản, và em tin rằng rất rất nhiều người Việt Nam chúng ta có thể làm được. Quan trọng là chúng ta có niềm tin hay không, quan trọng là chúng ta có dành thời gian ra để tìm hiểu hay không. Và khi chúng ta dành thời gian ra để hiểu được lợi ích khi chúng ta tham gia vào tập đoàn, và chúng ta tìm hiểu xem cái tập đoàn này nó có thật hay không, sản phẩm có thật hay không, con người có thật hay không, có vi phạm pháp luật hay không, khi chúng ta hiểu rồi thì em lại tin chắc chắn là tất cả người dân Việt Nam chúng ta đều có thể làm được. Tham gia vào trong cộng đồng UST này mọi người ạ, là không bắt buộc mọi người phải có tiền trăm tiền tỷ. Không bắt buộc phải có tiền trăm tiền tỷ, không bắt buộc là mọi người phải có bằng đại học, cao đẳng hay là tiến sĩ, giáo sư. Không bắt buộc mọi người phải có sức khỏe hay là có bằng cấp, ví dụ chứng chỉ tiếng Anh hay là chứng chỉ máy vi tính. Không bắt buộc mọi người ạ. Tất cả người dân Việt Nam chúng ta đều có thể tham gia được, kể cả là những em bé luôn mới có cái giấy khai sinh thôi cũng có thể tham gia được. Hay là các cụ cao tuổi, ví dụ 80-90 tuổi, thậm chí là 100 tuổi vẫn tham gia được bình thường. Mọi người thấy có tuyệt vời không ạ? Và chúng ta có những người, số đông người dân trên toàn thế giới, trong đó có số đông người dân Việt Nam chúng ta. Trong quãng đời chúng ta sống, chúng ta trải nghiệm, thì chúng ta làm kinh tế, ai mà chẳng mong muốn mình có nhiều tiền. Đúng không ạ? Ai mong muốn mình có nhiều tiền. Nhưng số đông thì sống cho đến tận lúc già luôn là thất vọng về cái câu chuyện làm kinh tế. Số đông nó chiếm đến đâu đó khoảng 80-90% là sống đến 80-90 tuổi rồi chúng ta thất vọng về cái cuộc đời làm kinh tế của chúng ta chưa hài lòng, chưa hài lòng. Vậy thì em muốn hỏi mọi người là nếu như ai đó ngày hôm nay chưa có cổ phần mà chúng ta gặp cơ hội thì chúng ta có muốn thử hay không? Đúng không ạ? Chắc chắn là mọi người phải muốn thử chứ. Ví dụ em Hằng tham gia vào UST này mới chỉ chưa được 2 năm, nhưng mà bây giờ tài sản của em Hằng cũng rất là lớn, có thể nói là rất là khủng khiếp mọi người ạ.
hay là như em mơ thế thôi, tham gia vào mới có 3 tháng thôi mà bây giờ tài sản của em cũng rất là khủng khiếp rồi, rất là lớn rồi. Đúng, có thể ngày hôm nay nhiều người nghĩ bụng bảo ồ nó là cái cổ phần ảo thôi, chưa có bán ra, chưa quy ra tiền Việt được, chưa đi mua gạo được, chưa đi mua thịt được, chưa xây nhà được, chưa mua ô tô được, đúng không ạ? Rất nhiều người nghĩ như thế, đúng không ạ? Vì số đông người dân Việt Nam chúng ta là có biết thế nào là cổ phần cổ phiếu đâu. Thậm chí là ngay như bản thân em Lai đây, em Lai nhìn hết những người xung quanh em Lai, bạn bè, người thân, bà con, dòng họ, khéo cả họ nha, em không biết có được hai người có cổ phần của những cái doanh nghiệp ở trong nước hay không, chứ chưa nói đến là doanh nghiệp ở nước ngoài. Mọi người, đấy. Và chúng ta đi làm thì gần như tất cả những công việc mà chúng ta đi làm thì đích đến cuối cùng của cái công việc vẫn là đi kiếm tiền. Nhưng có một cái công việc là chúng ta có thể dùng chính đồng tiền của chúng ta, đúng không ạ? Để làm công nhân, dùng chính đồng tiền của chúng ta để thuê người khác làm, để mua sức khỏe của người khác, mua thời gian của người khác, mua trí tuệ của người khác. Đó là chúng ta dành đồng tiền đầu tư để làm gì ạ? Đầu tư để tập đoàn tạo ra công ăn việc làm, thuê công nhân, thuê kỹ sư, thuê kế toán, thuê lái xe, thuê tất cả mọi người làm cho chúng ta. Và tập đoàn này những ai góp vốn vào là tập đoàn của chúng ta, chứ chúng ta không phải là công nhân làm thuê ở trong cái tập đoàn này. Chúng ta có một cổ phần thì chúng ta vẫn là bà chủ. Chúng ta có trăm cổ phần, triệu cổ phần, trăm triệu cổ phần thì chúng ta cũng vẫn là bà chủ. Nhưng ngược lại, công nhân thì có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Kỹ sư cũng vậy, lái xe, bảo vệ, bốc vác cũng vậy. Người ta có thể bị sa thải, đuổi việc bất cứ lúc nào. Nhưng những người nắm giữ cổ phần thì không bao giờ bị đuổi việc, mọi người. Và gần như chúng ta không biết điều đó. Ở trường lớp cũng không dạy điều đó cho chúng ta biết. Trong môi trường gia đình không nói đến điều đó. Môi trường bạn bè xã hội người ta cũng có biết đâu mà nói. Có đúng không? Người ta không biết thì lấy gì mà nói. Đó, thế cho nên câu chuyện bảo là mọi người tưởng tượng đi, ví dụ em mơ em tham gia vào đây chỉ 3 tháng thôi mà lại có tài sản khoảng 5 tỷ thì rất nhiều người hoài nghi và không tin. Nhưng mà em xin thưa với mọi người là ví dụ 200 ngàn cổ phần thôi, lên sàn bao nhiêu? Lên sàn khoảng 10 đô thôi là ra 2 triệu đô. 2 triệu đô là nó bao nhiêu? Nó khoảng 50 tỷ Việt Nam đồng. 50 tỷ Việt Nam đồng nó là một cái con số mơ ước của cả cái thế giới này. 8 tỷ người ở trên thế giới này mới có đâu đó khoảng 65 triệu người có tài sản lớn hơn 1 triệu đô la Mỹ. Chưa được 1% dân số thế giới. Mọi người ạ, em xin nhắc lại với mọi người là hơn 8 tỷ người trên toàn thế giới này tính đến thời điểm này mới khoảng 65 triệu người có tài sản lớn hơn 1 triệu đô la Mỹ. Vậy có nghĩa là như lúc này em có thể vào ngay nhóm 1% của những người giàu nhất thế giới rồi. Mọi người có tin không ạ? Ngay lúc này, kể cả em Lai thế thôi, em Hằng thế thôi, em Lê Mơ thế thôi và hàng trăm nghìn nhà đầu tư Việt Nam có cổ phần đã vào nhóm 1% giàu có nhất thế giới rồi. Mọi người ạ. Cho nên là khi mà biết đến UFT này, tìm hiểu về UFT rồi, em đặt chọn niềm tin. Ngoài cái đặt chọn niềm tin ra thì em cũng dành rất tình yêu thương cho cái tập đoàn này rất là nhiều, dành tình yêu thương cho cộng đồng rất là nhiều. Mang cái cơ hội may mắn của mình đón nhận được để chia sẻ cho cộng đồng, chia sẻ cho mọi người. Mọi người ạ, mọi người hãy tưởng tượng đi, bây giờ giả sử mọi người có 50 triệu đi, mọi người khởi nghiệp, mọi người làm cái công việc gì, kinh doanh gì, sản xuất gì, để mọi người có cái nguồn thu nhập thụ động một tháng khoảng 5 triệu, 10 triệu, không làm được đâu mọi người. Em cũng đã từng nghĩ đến đồng tiền ngay từ lúc em học lớp 3, lớp 4, cho đến lúc em 40 tuổi, nghĩ xem làm cách nào đó mà mình có thể dùng 100 triệu, để mình làm cách nào để có thu nhập thụ động một tháng khoảng 10 triệu. Không làm được. Nếu mà làm được thì có cần phải đi xuất khẩu lao động không? Không. Nếu mà làm được thì có cần phải vào khu công nghiệp để làm công nhân không? Không. Nếu mà làm được thì có phải đi làm công nhân viên với cái mức lương khoảng từ 3 cho đến 7 triệu cho đến 10 triệu không? Không. Đúng chưa? Đấy. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy tại sao có một cơ hội tốt? Nó hiện hữu ở trên toàn thế giới này 10 năm rồi. Nó hiện hữu ở cái đất nước Việt Nam chúng ta là 8 năm rồi. Và thời gian thì nó còn không lâu nữa đâu mọi người. Thời gian có thể tính là bằng ngày. Vì trong năm 2024 này thì tập đoàn sẽ nghỉ huy động vốn và cũng không nói trước là giờ nào, ngày nào. Có thể là một tuần nữa, có thể là một tháng nữa, có thể là ba tháng nữa hoặc là nhiều hơn. Nhưng với em thì em hài lòng. Nhưng em tin chắc chắn là 100 triệu dân Việt Nam chúng ta thì ai cũng mong muốn mình giàu có. Ai cũng khao khát
bắt mình giàu có. Nhưng cái câu chuyện đặt ra ở đây, câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Ai may mắn biết đến cái tập đoàn này? Đó. Và cái người biết đến thì ai là cái người dám thử thách? Ai là cái người dành thời gian nghiêm túc để tìm hiểu? Ai là cái người dám làm thử? Ai là cái người dám bỏ ra một vài triệu để làm thử? Có những người, người ta có tiền, xin thưa với anh chị em cô chú mình, là người ta đầu tư cái luôn một vài trăm triệu bình thường. Cũng có những người, người ta biết một vài tháng, người ta đầu tư vài tỷ bình thường. Vì tài sản người ta có trăm tỷ, người ta rút ra một hai ba tỷ người ta đầu tư thì bình thường mà. Cũng giống như câu chuyện là nhà chúng ta đang có một tỷ thì chúng ta đầu tư trăm triệu hay là 50 triệu, nó quá bình thường, có đúng không ạ? Đó, thường thường thì người giàu ấy, người ta đưa ra quyết định sẽ nhanh hơn là người nghèo. Mà số đông người dân Việt Nam chúng ta thì là người nghèo. Người nghèo thì đi đôi với lại là nó có cái chữ hèn ở đấy. Mà càng hèn thì nó càng nghèo thì lại càng hèn. Vì sao thế ạ? Vì mình không dám suy nghĩ lớn hơn. Vì mình nghĩ là mức thu nhập của mình thấp. Thì nếu như mà mình mất tiền ấy, thì là mình sẽ khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ sợ tính mất thôi. Số đông chỉ tính mất thôi. Đó. Nhưng ngược lại chúng ta cần đặt ra câu hỏi đó là rất rất nhiều người, người ta tham gia vào 8 năm nay rồi, người ta vẫn luôn luôn đầu tư thêm, luôn luôn góp vốn thêm, sở hữu thêm. Đúng không ạ? 8 năm qua mỗi một năm 3 4 5 lần đoàn cổ đông Việt Nam chúng ta đi sang tận tập đoàn. Đúng không ạ? Bản thân ông chủ tịch đã được vinh danh ở đất nước Việt Nam chúng ta rồi. Đó là tổ chức UNESCO toàn cầu, toàn thế giới vinh danh ông chủ tịch ở đất nước Việt Nam chúng ta, mọi người. Và em thì em tin chắc chắn là nếu như ai bỏ qua cái cơ hội này á, thì có thể sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để tiếc nối. Vì nếu như mọi người bỏ qua cơ hội này thì chắc chắn mọi người sẽ đi tìm một cái công việc gì đó để mọi người kiếm tiền, một cái kênh nào đó để mọi người kiếm tiền. Và câu hỏi đặt ra ở đây là cái kênh đó, cái mảng đó có kiếm được nhiều tiền hay không? Đó, thì thời gian nó là câu trả lời chính xác nhất, có đúng không ạ? Thời gian nó mới là câu trả lời chính xác nhất. Còn với em thì em rất hài lòng, rất hài lòng khi biết đến tập đoàn này. Em chỉ hơi tiếc đó là tại sao mình không biết nó từ năm 2016-17, nhưng đầu năm 2022 thì em biết đến, muộn cũng còn hơn không, đúng không ạ? Muộn cũng còn hơn không. Và chúng ta có một ít cổ phần của cái tập đoàn khổng lồ, mọi người chưa tưởng tượng được đâu. Mọi người hãy tưởng tượng đi. À gì, cổ phiếu của hãng xe điện Tesla có lúc cao điểm nó lên đến $1,040 trên một cổ phiếu. $1,040, $1,000 tại thời điểm này nó khoảng 25 triệu. 25 triệu thì mới mua được một cái cổ phiếu. Mọi người thấy khủng khiếp không ạ? Nhưng tập đoàn xe điện Tesla người ta cũng chỉ sản xuất được có mỗi cái ô tô điện thôi. Và công nghệ thì phải đi mua hoàn toàn. Nhưng ngược lại tập đoàn VT thì tự ngâm cứu sản xuất ra ô tô điện, máy bay điện, con tàu điện. Tàu thì nó lại tàu chở người và tàu chở hàng. Công nghệ của UST có thể nói là cái công nghệ vượt trội, mà là công nghệ bỏ xa những cái công nghệ hiện có trên toàn thế giới này. Nó quá hiện đại mọi người, quá hiện đại. Nó vừa đẹp, nó vừa rẻ, vừa thi công nhanh, và đặc biệt là an toàn. Đó. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái cơ hội tốt như thế, tại sao chúng ta không dành thời gian ra để chúng ta tìm hiểu? Có rất nhiều người nhà nghèo, nghèo 3, 4 năm đời rồi. Nhưng mà chúng ta gặp một cái cơ hội chúng ta lại sợ hãi. Đó. À, tại sao chúng ta lại phải sợ hãi? Đằng nào thì chúng ta giàu hay nghèo thì mai mốt chúng ta cũng là đi ra ngoài ruộng thôi. Có tỷ hay là nghìn tỷ hay là trăm tỷ hay là không có xu nào thì cũng đi ra ngoài ruộng thôi. Vậy tại sao chúng ta lại không dám dành thời gian ra 1, 2, 3 tiếng đồng hồ để tìm hiểu một cái cơ hội tốt? Đúng không ạ? Chúng ta dám đánh lô đánh đề quanh năm suốt tháng, chúng ta dám đánh bài, đúng không ạ, cá độ đá banh quanh năm suốt tháng, chúng ta dám làm đi làm cả đời còng lưng vì đồng tiền, bán sức khỏe, bán thời gian vì đồng tiền, đúng không ạ? Vì đồng tiền chúng ta có thể phải đi cả Nhật, đi cả Mỹ, đi Đài Loan, đi Hàn Quốc, đi Macau, đi Hồng Kông, đi toàn thế giới để chúng ta xuất khẩu lao động. Vì đồng tiền chúng ta có thể vào khu công nghiệp làm bất cứ đâu, kể cả là ô nhiễm, để có đồng tiền. Vậy tại sao một cái cơ hội tốt như thế này, đúng không ạ? Chúng ta khó khăn, em đồng ý. Khó khăn thì chúng ta hãy đi lên từ những đồng tiền nhỏ lẻ. Khó khăn thì đi lên từ 1, 2, 3 triệu, đúng không ạ? Cũng có những người, người ta tham gia vào UST này, người ta có 1, 2, 3 triệu thôi.
người ta khởi nghiệp và bây giờ người ta có khối tài sản hàng chục triệu cổ phần. Như cô Phạm Hạnh ở Hải Dương ấy, cô ấy khởi nghiệp với bao nhiêu ạ? 50 đô thôi, đúng không ạ? 50 đô thôi. Cô biết UST này từ năm 2018 và bây giờ có hơn 20 triệu cổ phần. Hơn 20 triệu cổ phần. Trước khi biết UST này cô nợ hơn 3 tỷ, cô ấy vỡ nợ hơn 3 tỷ. Và cô chỉ còn 51.000 để đi từ Hải Dương, xe ôm đi từ Hải Dương lên đến Hà Nội tìm hiểu cơ hội. Lên đến nơi, xe ôm mất 50.000 còn dư có không đủ tiền mua một ly trà đá để uống. Cô phải chấp nhận khác. Mọi người ạ. Vậy mà ngày hôm nay cô ấy có hơn 20 triệu cổ phần. Vẫn có rất nhiều người chưa tin, vẫn có rất nhiều người khinh cô ấy. Nhưng mà thực tế 20 triệu cổ phần của cô ấy bây giờ mọi người có biết nó bao nhiêu tiền không? 20 triệu đô thì nó tương ứng với tài sản 500 tỷ tại thời điểm này. Chưa cần lên sàn đã 500 tỷ rồi. Nếu lên sàn 10 đô thì 5.000 tỷ. 5.000 tỷ. Nếu lên sàn 20 đô thì bao nhiêu? 5.000 tỷ nhân đôi phát nữa trở thành 10.000 tỷ. 10.000 tỷ thì nó tương đương với lại là 400 triệu đô la Mỹ. Gần một nửa tỷ đô. 25.000 tỷ thì nó là 1 tỷ đô mà. Mọi người ạ, khủng khiếp lắm. Đó, cho nên là em hy vọng rằng ai may mắn biết đến những cái buổi live stream của em live thì hãy thật sự nghiêm túc với cuộc đời mình. Hãy thật sự nghiêm túc với nhiều đời sau con cháu của chúng ta. Vì nếu như ai đó vào nghe live stream thì đa phần là những người trưởng thành. Đúng không ạ? Chỉ có chúng ta mới quyết định được cuộc đời của chúng ta thôi, mọi người ạ. Quyết định tương lai của con cháu chúng ta thôi. Chứ đừng kỳ vọng vào một cái may mắn nào khác mọi người ạ. Đừng kỳ vọng vào một cái may mắn nào khác. Đấy. Cơ hội tốt chúng ta hãy nắm bắt. Đúng không ạ? Chúng ta thà bắt trượt còn hơn. Thà là bắt trượt còn hơn là chúng ta bỏ qua. Mọi người ạ. Đánh nhầm hơn bỏ sót. Đúng không ạ? Thà là bị người khác chửi mình ngu. Chứ không bao giờ để cái câu chuyện là cơ hội tốt mà chúng ta lại bỏ qua cả. Đó. Đúng không ạ? Với em Lai là như thế. Thà là chúng ta bị người khác cười khinh chê. Người ta có cười khinh chê người ta cũng có cho tiền chúng ta đâu. Có đúng chưa? Và có rất nhiều người có thể họ lại còn gì ạ? Họ cảm thấy là chúng ta giàu lên họ cũng không vui đâu. Và họ có thể họ sẽ cười vào khi chúng ta thất bại mọi người. Vậy thì hãy lấy những cái đó để làm động lực, để đứng lên, để tiến lên. Vì chúng ta đến với thế giới này là để trải nghiệm. Ông có 1 tỷ thì mai mốt ông cũng ra ruộng lúa ông ở. Và ông có 1.000 tỷ, 10.000 tỷ thì mai mốt cũng ra ruộng lúa để ở. Quan trọng ở đây là cơ hội nó đến. Có dám nắm bắt, có dám tìm hiểu hay không? Có dám làm không, có dám hành động hay không? Đúng không ạ? Đừng đổ lỗi. Đừng đổ lỗi cho TV đại báo. Đúng không ạ? TV đại báo người ta cũng không có trách nhiệm phải là đi tìm một cái cơ hội tốt về để báo cáo với mọi người là đầu tư vào đây hay đầu tư vào kia. Có đúng chưa? Nếu như TV đại báo mà người ta lại trách nhiệm như thế, người ta phải có trách nhiệm như thế. Đúng không ạ? Thì thấy cơ hội tốt người ta giục bố nó máy quay đi chứ đi để viết bài để báo cáo cho các ông là nó phải lo cho nó trước chứ. Nào giờ mọi người thử nghĩ có đúng không? Ví dụ như giờ em là phóng viên đi. Đúng không? Em là nhà báo đi. Em mà đi đâu mà em lại thấy cái mỏ vàng nó lộ thiên mà em còn ngồi đấy viết viết để xong là cuối tháng là lĩnh lương 10 triệu hả? Dở à? Đúng không ạ? Em phải có giục bố máy quay đi xong thì em vào phải vơ đủ vàng về thì mới thôi chứ. Tính gì mới lương mới lậu nữa đúng không ạ? Đấy là em nói thật. Được chưa? Vì sao? Vì sao? Vì đi làm cái gì thì đích đến cuối cùng vẫn là đi kiếm tiền mà. Chúng ta làm cái gì thì làm, miễn nó không có vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, không lừa đảo là được. Đúng chưa? Chúng ta không làm thì người khác người ta cũng làm mà. Việt Nam không làm thì thế giới người ta làm. Vậy tại sao chúng ta lại phải chấp nhận đi làm nô lệ cho đồng tiền cả cuộc đời? Nếu như chúng ta làm nô lệ cho đồng tiền cả cuộc đời thì con cháu của chúng ta xác suất đi làm nô lệ cho đồng tiền cuộc đời 90%. 90% nếu như chúng ta không thay đổi thì con cháu của chúng ta mai mốt là nó photo, copy, đấy, có công chứng là con cháu của chúng ta nó nghèo hoài. Mọi người thử nghĩ câu em nói xem có đúng hay không. Chúng ta không thay đổi thì đừng bao giờ hy vọng con cháu của chúng ta thay đổi. Đúng không? Và cuộc sống thì nó phát triển và chúng ta sẽ trở thành những người lạc hậu nếu chúng ta không thay đổi. Bây giờ thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe và muốn hỏi em mơ đó là em có mong muốn nói với tất cả những người xung quanh em. Em biết đến một cái cơ hội tốt hay là em đã từng nói mà bị rất nhiều người người ta đã từ chối?
Em đang tắt mic, em đang tắt mic. Nhiều người bảo em là mày bỏ tiền vào đấy rồi đến lúc về già rồi không có người nọ người kia rồi là không có tiền đâu mà tiêu rồi là nọ kia nhiều lắm. Nên là em đi chia sẻ người ta cũng bảo là lừa mấy cả không tin, bảo lúc nào tay chị cầm tiền trong tay thì em mới chắc thì em mới đồng hành với chị, chứ còn không ai đồng hành với chị bây giờ cả. Giật là người ta giật thảo quay cổ, người ta giật thảo em là chị không có tiền. Mấy cả một em thì bảo em là lúc nào chị có thật nhiều tiền rồi em hăng đồng hành. Cái công ty đấy nó mà phát triển được nhiều thì là nó có nhiều ấy, nhưng mà bảo là lúc đấy thì nó có ít thì nơi thôi. Bây giờ em cứ làm cái gốc từ đầu, cái gốc thì là nó chắc hơn là lên trên sàn nó được ít, nhưng mà em cũng không tin, nhiều em không tin nên là không ấy được ạ. Em xin hết ạ. Em không chia sẻ được. Cảm ơn em Lê Mơ. Thế thì không phải ai biết đến cơ hội họ cũng sẵn sàng tìm hiểu và đón nhận đâu em Lê Mơ. Không phải ai nhìn thấy cơ hội họ cũng sẽ hiểu cơ hội ngay đâu. Vì số đông con người ta là làm một cái việc gì mới họ rất sợ. Chúng ta có thể nói là lần đầu tiên chúng ta đi xe đạp chúng ta cũng sợ. Lần đầu tiên chúng ta ngồi lên cái xe máy chúng ta cũng sợ. Lần đầu tiên chúng ta cầm cái điện thoại chúng ta cũng sợ. Lần đầu tiên biết đi ô tô cũng sợ. Lần đầu tiên đi máy bay cũng sợ. Và gần như tất cả những cái lần đầu tiên đều sợ cả. Vâng ạ. Tất cả những cái lần đầu tiên chúng ta đều sợ cả. Đó. Có đúng không ạ? Và đặc biệt thì những cái mà chúng ta chưa biết đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ sợ, đúng không? Bố mẹ chúng ta làm sao mà đã biết cái cổ phần cổ phiếu nó là thế nào? Bố mẹ chúng ta làm sao mà biết cổ tức cổ đông nó là như thế nào? Vì bố mẹ chúng ta không biết thì chính chúng ta cũng không biết, đúng không ạ? Đây để anh chấp nhận, anh chưa thấy lời mời của em Hằng cho nên là này anh bấm vào lời mời đấy, từ chối em từ chối mà. Em hoàn toàn bấm vào từ chối thôi. Đấy, em hoàn bấm lại vào lời mời xem nào. Đây rồi. Em có bị nick 10 người. Khi em Hằng chia sẻ với người thân của mình thì chắc chắn là em cũng sẽ gặp rất nhiều lời từ chối. Vậy thì khi mà em gặp những lời từ chối như thế thì em có đúng là khi mà mình đi trao cơ hội ạ mà lại trao cho người thân của mình mà lại bị từ chối thì thực ra là cái tâm trạng thực ra nó rất là khó tả ấy.
một cái cảm giác là nó buồn, thì là chúng ta thực sự là buồn, bởi vì tự dưng là mình cảm thấy người thân của mình lại không tin cái cơ hội mình trao đó. Nhưng cái cơ hội mình trao cho người ngoài thì họ lại tin đó. Họ lại tin mà họ rất là đón nhận. Thì bản thân em Hằng chắc chắn là không phải là một trong số những cô chú anh chị đi chia sẻ mà gặp phải rất nhiều. Em Hằng rất thấy rất nhiều các anh các chị cũng từng chia sẻ với cho người thân, thậm chí bị người thân phản đối, người thân từ mặt, không gặp mặt, anh chị em không thèm nói chuyện đó. Nhưng có một số thì anh chị thì lại như là trước thì là không hiểu, thì không đón nhận, và thậm chí còn bảo với các em là đừng có nghe gì nó nói hoặc đừng có nghe nó nói, mà nó bị lừa hết đấy. Đấy, nó bị lừa thì thôi chứ đừng có nghe nó mà mình cũng mất. Nhưng mà chính vì cái sự gieo đi của chị ấy cho bên ngoài rất là nhiều, và từ đấy người thân lại tự nhìn ra cơ hội, tự nhìn ra cơ hội và cũng tự đồng hành cùng với cái chị đó. Đấy là một chị đã cùng chia sẻ cùng với bọn em là như vậy. Như là người phản đối nhất thì lại là người âm thầm tham gia cùng một lúc nào đấy, không trực tiếp gọi, nhưng lại nhờ một người em khác chuyển tiền để chị tham gia đầu tư cho. Nên là em Hằng nghĩ là có thể thời điểm này người thân, bạn bè thân của chúng ta họ chưa dám đón nhận cơ hội này, họ chưa hiểu, thì chắc chắn nếu như chúng ta cứ kiên nhẫn gieo, chúng ta không cần phải nay nói, mai nói, mà chúng ta hãy cho đi tất cả những người thân, người quen, người xa lạ. Rồi cái cơ hội này nếu như người thân của chúng ta cũng đang dõi theo, mà em Hằng cũng cảm nhận là chính người thân của chúng ta chưa đón nhận nhưng cũng sẽ dõi theo xem chúng ta hành động và chúng ta làm với cái công việc này như thế nào. Người thân chúng ta luôn luôn, bởi vì thứ nhất là họ lo lắng cho bản thân mình, lo cho mình, nên họ với trước tiên là họ từ chối, họ chưa hiểu, họ sợ mất, sợ không phải mất của họ mà sợ là mất của bản thân cái người đi trao cơ hội. Họ thương mình, họ sợ mình bị mất nên họ họ lo, họ không tham gia. Nhưng để rồi cái cơ hội này nó không phải là một ngày, hai ngày hoặc một tháng, hai tháng, mà nó đã quá lâu rồi. Chẳng qua là bản thân em là người mới biết đến cơ hội này thì gọi là mới thôi. Đó. Thì nhưng nếu như để tìm hiểu kỹ về sâu về trước đây thì chắc chắn là rất nhiều người đã chia sẻ cơ hội này. Thì em Hằng cũng tự tin rằng chắc chắn bạn bè, người thân rồi cũng sẽ nhìn ra cơ hội này. Rồi cũng sẽ nhìn ra cơ hội này, bởi vì là khi mà bản thân chúng ta thành công thì chúng ta cũng không thể đem cái thành công của chúng ta đi chia sẻ với người thân được, cũng không thể đem cho người thân cái thành công đó được. Mà chúng ta ở đây chỉ nói là cho nhau cái cần câu, chứ không ai cho nhau con cá cả. Chúng ta cho con cá, chúng ta chỉ cho được một bữa thôi, chứ không phải nay cho mai cho được. Mà cái quan trọng là chúng ta cho cái cần câu đó. Vậy thì em Hằng cũng nghĩ là, và em cũng tin tưởng rằng sẽ và có ngày tất cả người thân, bạn bè và những người đã được nghe đến, được chia sẻ cơ hội này sẽ nhìn ra cơ hội này. Và em tin tưởng như vậy, bởi vì tất cả những người đã làm, đã hành động với người thân của mình thì họ đều thành công rồi, họ đều thành công. Bởi cơ hội này là nó có thật, nó quá tốt. Nên là cái bản thân mình muốn là muốn người thân mình có trước đó, xong mới lan tỏa ra bên ngoài. Còn cơ duyên đón nhận thì nó không ở cái mức là phải người thân đón nhận trước hay là người ngoài đón nhận trước, mà cái cơ duyên này là đến với ai đủ duyên trước thì sẽ đón nhận cơ hội này trước đó. Nên là em không quan trọng là người thân phải đón nhận trước hay người ngoài, mà hãy để cho nó đủ duyên rồi nó sẽ tới. Cũng như là hoa mà đủ nắng thì nó sẽ nở, đúng không anh? Đó, thế nên là chúng ta cứ gieo và cái duyên này nó đến tới ai và người đủ duyên sẽ đón nhận, bất kể ở xa hoặc ở gần với chúng ta. Nên là bản thân em là em tự tin là như vậy, và em cũng muốn là em mơ cũng cứ tự tin như vậy đi. Em mơ cứ chia sẻ hết, không ngại. Người này từ chối, người khác đón nhận. Người này từ chối, người khác có cơ hội. Và mình càng gieo thì mình càng thấy là mình sẽ hiểu hơn.
Bởi vì khi mà nếu như em Hằng biết cơ hội này, em Hằng không chia sẻ thì tự dưng cái sự hiểu biết của em Hằng nó bị chôn vùi đi, và mỗi ngày mình sẽ không hiểu được thêm. Nhưng chính những cái sự mà phản đối hoặc những lời từ chối đó thì khiến em Hằng lại đi tìm hiểu để giải đáp cho cái lời từ chối đó, thì tự dưng là em lại càng hiểu thêm về cái công việc của mình, hiểu thêm về cái giá trị của cái tập đoàn để mà mình trao đi đó. Thì cũng cũng có thể là nhiều người rất thích đón nhận cơ hội này nhưng lại sợ làm tại sao cái lợi nhuận nó nhiều như vậy, nên là tự dưng là sợ, tự dưng là nghi ngờ là không biết nó có sự thực sự như vậy hay không đó. Thế nên là cái và sự nghi ngờ này thì rất là nhiều, để mà nói là chia sẻ thì đến 99% là nghi ngờ cái cơ hội như vậy, nhưng mà để đến khi mà hiểu ra rồi thì lại nó lại là quá là đương nhiên. Bởi vì chúng ta phải chờ đợi mà, chúng ta tham gia chúng ta phải chờ đợi chứ chúng ta chưa có thu hoạch gì. Bởi vì có một số là có thể là không có sự kiên nhẫn, chúng ta tham gia vào rồi nhưng mà chúng ta lại không theo sát công ty xem là cái lộ trình phát triển của công ty nó có đúng hay không, nó có đang phát triển hàng ngày hay không, mà chúng ta chỉ nóng lòng tôi bỏ tiền vào đây rồi tôi phải có tiền về thì bây giờ mới là tin. Nhưng đúng khi chúng ta đem tiền đi đâu, chúng ta tham gia vào đâu, đầu tư vào đâu, chúng ta cũng rất mong có ngày là có cái lợi nhuận chạy về túi chúng ta, nhưng mà chúng ta phải cho nó có thời gian chứ chứ chúng ta không có thời gian, không cho thời gian thì chúng ta sẽ không có được cái sự đền đáp đó. Đó, không có sự đền đáp đó. Mà những người mà chị muốn là sáng tới chiều thu thì thực ra những cái này là chắc chắn là sẽ không có bền vững đâu ạ. Nó có với cái như là mình làm cái gì đó, mình kể cả kinh doanh buôn bán chúng ta cũng không thể là thu ngay được ạ. Chúng ta có thể bỏ tiền tỷ ra nhưng chắc chắn không ai thu được tiền tỷ một lúc đâu ạ. Chúng ta bỏ tiền tỷ chúng ta chỉ thu tiền trăm, tiền chục thôi ạ, tiền triệu thôi ạ. Thế nên là chúng ta phải hiểu là khi chúng ta làm, chúng ta đầu tư, chúng ta bây giờ chúng ta đang đầu tư giá trị đó. Chúng ta đầu tư giá trị và cái và thời gian chúng ta chờ đợi đấy chính là cái giá trị để chúng ta có cái đòn bẩy về tài chính, về cái dòng tiền. Và tại sao mà chúng ta bỏ ít vốn mà chúng ta lại có cái lợi nhuận cao như vậy? Đấy là cái chính là cái thời gian mà chúng ta phải chờ đợi, cái giá của thời gian mà chúng ta được hưởng lợi nhuận như vậy. Và cái mà để mà chúng ta được lợi như vậy thì chúng ta phải có cái sự, phải có cái đòn bẩy về thời gian và đòn bẩy tài chính. Đó. Nên là khi mà chúng ta chưa hiểu về tại sao mà chúng ta lại có lợi nhuận cao như vậy là chúng ta phải tự đi tìm hiểu, niềm tin đến từ sự hiểu biết. Nếu chúng ta không hiểu thì ngay cả anh Lai nói cho em hoặc là bản thân em nói cho mọi người nghe, mọi người cũng sẽ chỉ là mơ hồ thôi, nghe xong lại quên, bởi vì nó thực sự không phải là cái mà mình tìm hiểu, mà mình chỉ nghe thôi, mình nghe thôi mình cũng sẽ không hiểu cái gì đó. Nó cũng như là trước đây mà em Hằng học, nếu như mà thầy cô dạy cho chỉ biết chép thôi, nếu mình chép bài xong mình không tìm hiểu xem là cái bài toán này nó giải như thế nào mà mình chỉ làm theo như thế thì chắc chắn hôm sau một bài toán tương tự như vậy mình cũng sẽ không biết cách làm, và bắt buộc mình phải đi tìm cái lời giải cho bài toán đó. Và ở đây thế, cái niềm tin, có thể lúc đầu tiên chúng ta tin tưởng vào cái người trao cơ hội cho chúng ta, nhưng sau khi chúng ta đã xuống tiền rồi, dù ít hay nhiều, đó là mồ hôi công sức của chúng ta, thì chúng ta phải tự tìm hiểu để chứng minh cho chúng ta là cái niềm tin của chúng ta đặt vào cái người chia sẻ mình và đặt cái cơ hội đấy để chúng ta tìm hiểu, và chúng ta chứng minh là nó là cái niềm tin của chúng ta. Khi mà niềm tin của chính bản thân mình rồi thì mới tự tin là chúng ta có thể gia tăng tài sản hoặc không gia tăng tài sản, hoặc là mình có dám chờ đợi hay không, hay là dừng lại bởi vì mình không đủ niềm tin đó. Nên là tất cả mọi cơ hội nó đều đến từ niềm tin của chúng ta, đều đến từ sự hiểu biết. Do vậy là em thì em mong là tất cả các cô chú anh chị biết đến cơ hội này, hãy đón nhận và hãy tự tìm, tự trả lời cho mình tất cả những cái câu hỏi nếu mình muốn đặt ra. Bởi vì bản thân em Hằng này, nếu để em mà đặt ra câu hỏi cho anh Lai thì chắc chắn anh Lai có sự hiểu biết hơn em rất nhiều, nhưng cũng sẽ không trả lời được câu hỏi của em. Bởi vì khi mà trả lời câu hỏi này, em sẽ đưa ra rất nhiều câu hỏi vô lý tiếp theo.
Đó, nên là tất cả những câu hỏi, nếu muốn để chứng minh câu hỏi đó của bản thân thì hãy tự mình chứng minh và tự mình trả lời, thì mới thỏa mãn được cái nguyện vọng và cái gọi là cái khát khao của mình đó. Bởi vì mình đặt câu hỏi, mình chứng minh thì bản thân mình mới thỏa mãn được. Chứ trăm ngàn câu hỏi em đặt ra, anh Lai trả lời thiệt trăm ngàn cách khác nhau nhưng em không hài lòng thì nó vẫn không phải là câu hỏi và không phải là câu trả lời của em. Đó. Và em thì chỉ có một chút kiến thức là như vậy. Rồi, em cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà đã anh em chia sẻ. Cảm ơn em Hằng rất là nhiều. Em có muốn chia sẻ gì với mọi người không? Em muốn sở hữu bao nhiêu triệu cổ phần? Nếu như cho em được lựa chọn thì em muốn có bao nhiêu triệu cổ phần? Cảm ơn Nguyễn Vu, cảm ơn chị Nguyễn Bích Ngọc, cảm ơn Vũ Thị Huyền, cảm ơn anh Hồ Cường, Huy Công, cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình đã vào kênh Loa Phường TV. Và em thì xin chúc cho tất cả những anh chị em của chúng là có năm 2024 là một năm thành công rực rỡ. Đấy, người có ít cũng có lấy vài triệu cổ phần. Còn những nhà mà nghèo quá, đúng không, khó khăn quá thì cũng có lấy 200,000 cổ phần. Đấy, có lấy 200,000 cổ phần. Nghèo nhất đất nước Việt Nam. Đấy, nhất đất nước Việt Nam mà biết đến kênh Loa Phường TV thì phải có lấy 200,000 cổ phần. Và hãy tưởng tượng là nếu có 200,000 cổ phần ấy, mà nó lên sàn 5 đô ấy, thì mọi người đã có 1 triệu đô. 1 triệu đô khoảng 25 tỷ. 25 tỷ thì nó là một con số lớn so với người dân Việt Nam chúng ta đấy mọi người. Nhưng mà cái câu chuyện đằng sau nó còn lớn hơn rất là nhiều. Đó là nếu mọi người hãy tưởng tượng này, nếu như mọi người có 200,000 cổ phần mà lên sàn 5 đô thì mọi người có 1 triệu đô la Mỹ, tương đương với 25 tỷ. Em cứ giả sử tiền chia cổ tức hàng năm 10% trên một năm thì 25 tỷ 10% thì nó khoảng 2 tỷ rưỡi một năm. 2 tỷ rưỡi chia cho 12 tháng thì mỗi tháng khoảng 200 triệu. Đấy. Tại sao em lại nhấn mạnh cái câu chuyện là mọi người cần có 200,000 cổ phần? Mọi người có được cái tài sản như thế á thì vì là thế này này. Cách đây 40 năm á, nhà nào có 1 triệu to lắm. Giàu nhất xóm rồi. Cách đây 30 năm thì nhà nào có 100 triệu là cũng to lắm. Đúng không ạ? Cách đây 20 năm nhà nào có 1 tỷ cũng to lắm. Và hiện tại bây giờ nhà nào có 10 tỷ cảm thấy rất bình thường. Thế thì có nghĩa là gì ạ? Trong vòng 10 năm tới, nếu như mà chúng ta chỉ có đâu đó khoảng 5 tỷ, 10 tỷ thôi thì chúng ta mới đi vào cái tầng trung lưu thôi. Trung lưu thôi. Nhưng mà nó vẫn còn hy vọng đó là cổ phần nó có thể lên giá mà, nó có thể lên 10 đô, 20 đô hoặc nhiều hơn. Cho nên là đầu tiên chúng ta muốn thoát nghèo thì chúng ta giải quyết cái câu chuyện là ngắn ngày đi đã. Mình đang từ là nghèo, cận nghèo lên trung lưu. Đó, và cái câu chuyện từ trung lưu chúng ta đưa lên giàu thì nó dễ hơn. Nó giống như chúng ta không thể nhảy một phát từ lớp 1 lên lớp 7 được, mà chúng ta cần phải là mầm non, xong thì bắt đầu là lớp 1, xong là lớp 2, xong hết cấp 1 sang cấp 2, hết cấp 2 lên cấp 3. Nó kiểu kiểu như vậy đấy mọi người. Và hãy đi từ những bước đầu tiên. Mọi hành trình đều bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Ai cũng thế thôi mọi người, ai cũng thế thôi. Không ai có tài giỏi hơn ai đâu. Em Lai cũng chả tài giỏi hơn mọi người đâu. Em Lê Mơ cũng vậy, em Hằng cũng vậy. Ngày đầu tiên mọi người cũng đều sợ hãi như nhau cả. Hàng trăm nghìn người Việt Nam cũng đều thế cả, đều sợ hãi cả. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu về tập đoàn rồi, chúng ta thấy thật, tập đoàn có thật, sản phẩm có thật, con người có thật, không vi phạm pháp luật, hợp lệ, là chúng ta làm thôi mọi người. Là chúng ta làm. Và em tin rằng mọi người tìm hiểu về tập đoàn VT thì mọi người cũng sẽ tin tập đoàn, yêu tập đoàn. Và có thể mọi người sẽ cảm thấy tiếc. Tiếc vì tại sao mình không biết nó sớm hơn. Chắc chắn điều đó là chắc chắn. Mọi người chắc chắn điều đó. Ở trên thế giới này thì em nhận thấy là 8 tỷ, hơn 8 tỷ người ai cũng cần tiền. Ai cũng mong muốn mình có nhiều tiền. Nhưng để chúng ta gặp được cơ hội tốt không phải ai cũng may mắn gặp được. Và khi chúng ta gặp được rồi không phải ai cũng nghiêm túc dành thời gian ra để tìm hiểu. Đúng không ạ? Và cũng có rất nhiều người thì bị gia đình ngăn cản, các con ngăn cản, bố mẹ ngăn cản, đồng nghiệp ngăn cản, bạn bè ngăn cản, hàng xóm ngăn cản, những người xung quanh ngăn cản.
Còn giả sử một số những người mà không bị ngăn cản đi thì lại là kinh tế nó eo hẹp, làm không có dư, không có tiền tiết kiệm thì lại bảo là không có tiền đầu tư, kiểu kiểu như vậy. Và em mong muốn là chúng ta hãy đã biết đến cổ phần UST là chúng ta may mắn rồi, có phước rồi, nhưng có phần hay không là do sự lựa chọn của chúng ta, mỗi người chúng ta, không ạ? Mình biết đến là mình may mắn rồi đấy, có phước rồi đấy, nhưng cái câu chuyện là phước với phần nó khác nhau, đúng không ạ? Nó giống như câu chuyện là chúng ta bảo là ồ, phở Hà Nội nó ngon thật, nhưng mà có phải ai biết phở Hà Nội, ai được ăn phở Hà Nội bao giờ đâu, khối người người ta cả đời chưa biết phở Hà Nội chỗ nào, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu chúng ta may mắn, chúng ta có dịp chúng ta đi Hà Nội, thế thì nếu chúng ta đi Hà Nội chúng ta lại có người thân ở Hà Nội chẳng hạn, thì chúng ta lại hỏi là ô thì tôi nghe nói là phở Hà Nội nó ngon, thế thì ở chỗ nào đấy, đường nào đấy, số bao nhiêu đấy, thế thì chúng ta ghé vào đấy chúng ta ăn thử một tô phở xem là phở Hà Nội nó ngon hơn phở Thái Bình hay là Nam Định hay là Bắc Ninh hay là Hà Tây, chúng ta ăn thử chúng ta mới biết được có đúng không ạ? Hay là chúng ta muốn gì ạ, muốn ô tô đẹp chúng ta rất là thích, thì mình cũng phải chuẩn bị kế hoạch là ồ tôi phải chuẩn bị tiền đấy, tôi phải có tí tí cổ phần đấy. À, tôi phải có tí cổ phần để mai mốt tôi có tiền chia cổ tức, tôi lấy tiền chia cổ tức tôi mua ô tô đẹp tôi đi, tôi lấy tiền chia cổ tức tôi mua ô tô đẹp cho các con các cháu tôi, có đúng không ạ? Tôi lấy tiền chia cổ tức tôi xây nhà tôi ở, tôi mua sân vườn để tôi trồng rau, tôi nuôi gà nuôi vịt nuôi cá, đã trồng cây cảnh, đúng không ạ? Cơ hội nó đến với chúng ta là chúng ta may mắn đấy mọi người ạ, siêu may mắn luôn, mà có thể nói là phước đức 10 đời, phước đức 10 đời mới biết đến cái cổ phần UET này và có cổ phần UET này. Mọi người ạ, bản thân em Lai này cũng làm đủ nghề rồi, chinh chiến đủ nghề rồi, đúng không ạ? Làm đủ nghề, các chục nghề chứ không phải ít đâu mọi người. Nhưng mà khi em biết đến UET này, cổ phần doanh nghiệp này là em dẹp hết, bỏ hết luôn, tập trung mỗi làm cổ phần doanh nghiệp này thôi mọi người ạ. Đấy, và em hy vọng rằng không ai biết đến UET mà mình không có lấy một cái cổ phần mọi người ạ. Nó quý hơn là mọi người có một cục vàng. Em lấy ví dụ như ai đó đang có một cây vàng, giả sử nó là 70 triệu, ai đó để ở trong tủ đi 70 triệu, có phải là mình cần tiền thì mình sẽ mang đi bán không? Mình bán một phần 10 hoặc là bán một nửa hoặc một phần ba, đại ý này là như vậy. Nhưng nếu chúng ta để cục vàng ở trong tủ ạ, nó có đẻ ra lợi nhuận cho chúng ta, nó có mang lại nguồn thụ động, tiền thu thụ động cho chúng ta không, lúc cần vẫn phải mang đi bán, đúng không ạ? Nếu chúng ta có một cây vàng 70 triệu để ở trong tủ, nó không đẻ lên, nhưng có thể sang năm nó tăng lên, 5 năm nữa nó tăng lên từ 70 triệu, nó tăng lên 100 triệu, từ 70 triệu nó tăng lên 140 triệu, tức là nó nhân đôi lên, đúng không? Nhưng lúc cần tiền vẫn phải bán thì mà có tiền để tiêu. Nhưng chúng ta có cổ phần doanh nghiệp này, xin thưa với mọi người là chúng ta sẽ được chia cổ tức hàng năm, không cần phải bán. Giai đoạn đầu một năm chia một lần, và có thể khi tập đoàn phát triển giàu mạnh lên, nhiều tiền lên, có thể một năm chia 4 lần, chia theo quý. Nếu chia theo quý thì một năm chia 4 lần, còn nếu chia theo năm thì một năm chia một lần. Và cả đời chúng ta sẽ không bao giờ phải bán, đầu tư một lần duy nhất và không bao giờ phải bán. Đến lúc già rồi chúng ta di chúc, chúng ta thừa kế cho con cho cháu của chúng ta nhiều đời sau mọi người. Nó còn hơn cái nồi cơm thạch xanh nữa. Cái nồi cơm thạch xanh có thể là chỉ ăn đâu đó loanh quanh một nhà là khoảng 3 4 người thôi. Nhưng cổ phần doanh nghiệp này mọi người chưa tưởng tượng được đâu. Khéo chỉ cần 1 triệu cổ phần cả họ ăn không hết. Em xin nhắc lại với mọi người nhé, 1 triệu cổ phần ấy, cả họ ăn không hết. Cả họ ăn không hết luôn, mọi người có tin không? Nếu như mọi người không tin thì mọi người thử bấm tí nữa hết buổi livestream là mọi người bấm vào trang Google xem 1 triệu cổ phần của hãng xe điện Tesla bây giờ nó là bao nhiêu tiền. Nó khoảng 180 đô la trên một cổ phần cổ phiếu. Vậy có nghĩa là 1 triệu cổ phiếu của Tesla bây giờ phải bỏ ra bao nhiêu tiền ạ? 180 triệu đô la để mua. 1 triệu đô la là bao nhiêu tiền? 25 tỷ. 10 triệu đô la là bao nhiêu? 250 tỷ. 100 triệu đô la là bao nhiêu? 2.500 tỷ. Thế thì có phải là cả họ ăn không hết không? Mà không hết là không hết cái tiền chia cổ tức á, không phải bán một cái cổ phiếu nào cả. Đấy, mà cứ sống hết đời này sang đời khác, ăn tiêu thoải mái không hết. Đấy, mọi người, cho nên là em mới tâm huyết với tập đoàn này là như vậy. Hàng trăm nghìn người nhà đầu tư Việt Nam tâm huyết với tập đoàn này là như vậy đấy. Mọi người, như vậy đấy.
Và em biết chúc mừng những người đã có cổ phần của tập đoàn này rồi, và cũng chúc mừng luôn ai chưa có cổ phần của tập đoàn này và cũng vào nghe cái buổi livestream như thế này, thì mọi người hãy đăng ký xong hãy tìm hiểu. Đăng ký xong hãy tìm hiểu. Đừng sợ mất tiền. Đừng sợ mất tiền mọi người ạ. Đúng không ạ? Cái mà chúng ta sợ mất nhất là chính chúng ta. Bản thân ví dụ thằng Lai này giờ mọi người có 5 tỷ mọi người mua được không? Hôm nay có thể ngồi đây chia sẻ livestream với mọi người nhưng mai rồi hy sinh rồi, mọi người có đến 5.000 tỷ mọi người cũng không mua được thằng Lai đâu. Có đúng không ạ? Đấy, cho nên là khi chúng ta đang có cơ hội thì chúng ta hãy tranh thủ mà nắm bắt. Đúng không ạ? Nếu chúng ta không nắm bắt thì hàng xóm chúng ta nắm bắt. Nếu chúng ta không nắm bắt thì bạn bè của chúng ta nắm bắt. Nếu người Việt Nam không nắm bắt thì người trên toàn thế giới người ta nắm bắt. Và đến lúc đó thì con cháu chúng ta lại đi làm thuê. Con cháu chúng ta lại đi làm công nhân. Đấy. Đúng không ạ? Đơn giản. À, muốn hỏi em một cái đó là nếu cho em được lựa chọn thì em mong muốn mình sẽ có bao nhiêu triệu cổ phần? Em chỉ muốn 500 cổ phần thôi. 1 triệu thì Em trả lời là anh muốn 5 triệu. Vậy thì là anh muốn hỏi, anh muốn hỏi thêm một câu đó là nếu như mà em có 5 triệu cổ phần, mai mốt em giàu lên thì cái tiền mà nó giàu lên có thể em sẽ ăn tiêu không hết đâu. Em mong muốn được làm cái gì? Em có thể kể cho mọi người nghe được không? Em thì muốn đi từ thiện cho những người khổ hơn em, mà những người khổ hơn thì em muốn đi chia sẻ cho những người khổ hơn em. Cảm ơn em Lê Mơ. Các bạn có muốn chia sẻ gì với mọi người không? Em nói em đang tắt mic cái sao? Em bị mất cam, không thấy gì. Ok, vậy thì bây giờ em Lai cùng với em Hằng với em Lê Mơ xin chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon và có được những giấc mơ đẹp. Hẹn mọi người là 19:30 tối ngày mai thì lại vào xem kênh Loa Phường TV. Cảm ơn, chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn Trịnh Tuấn, cảm ơn tất cả mọi người. Tạm biệt. Bye.